tại là em đang có mặt ở trước chợ gạo của chú anh chị mình đây. Hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi chợ gạo với em nha. Sáng nay bán đỡ không mấy cô? Dạ. Này con thấy sao dạng như đi không có sung lắm ha cô. Ba mươi lăm ngàn đồng một ký hả cô? Dạ, sợi thái của quán quá đẹp luôn nè. Đồng áo này là ngâm người ta làm dưa ấy vậy cô. Cắt ngang tươi luôn, mực sữa ngọt luôn. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Dạ bên đó thì thấy bà con người ta bán đồng quá rồi đó. Đây thấy cái đồng bán dưa ở đây làm khá là đẹp luôn. Bánh tàn ong. Bánh tàn ong. Dạ. Vậy là nó nhìn giống như cái tàn ong. Bánh tàn ong. Dạ. Thấy vừa về á. Đang cho biết à. Đang cho biết bánh da chiên. Cái da nó già rồi, tặng chân bánh luôn. Trời. Cái đó, cái thẻ của nó là 700 ngàn. Dạ, này muốn giỡn rồi. 75 ngàn, nó nói là 75 ngàn rồi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Dạ. Khu vực cá thì con đi lai rai nhỏ hơn ở trên hết. Dẫn luôn. Một tô như vậy thì là có giá 25.000 đồng thôi. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trước chợ gạo của chú anh chị mình ơi. Chợ gạo này thì là sẽ thuộc thị trấn chợ gạo, huyện chợ gạo của tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng đi chợ gạo với em nha. Đấy, ở phía trước đó là nhà lồng chợ gạo của cô chú anh chị mình. Còn ngoài đây thì là cặp với con đường này có tên là Tô Di Văn Gớt cô bác anh chị. Phía sau này là con sông nè. Còn ở bên đó là cầu chợ gạo của cô bác anh chị mình. Dạ đây thì mấy bà con người ta chất rau củ rất là nhiều nè ha. Rau củ chất rất là đẹp luôn. Này giống như chợ đầu mối đó ta. Khoai lang rồi nè cô bác anh chị. Rau củ rồi dài quá chừng luôn ha. Có xoài, có khóm. Khóm ở đây quá rẻ luôn nè, 10.000 ba trái. Sông này thì em thấy ghe xuồng xà lan đi rất là nhiều luôn. Trời. Ở dưới sông này thì có ghe bán tạp hóa rồi nữa nè. Tấp nập luôn. Cảnh chợ gạo đây em thấy rất là đẹp luôn á.
đây là bên hông chợ gạo. Bên hông này thì là em thấy như vậy, trước đó là xe cộ đậu rất là nhiều luôn. Mình gặp ở bên hông này là người ta bán đồ ăn uống của bác anh chị. Chào mấy cô. Sáng nay bán đỡ không mấy cô? Dạ. Chợ này con thấy sao dạng như đi không có sung lắm ha cô? Đúng rồi, nó hiu với nó vắng. Vắng là lâu chưa hả cô? Từ hôm dịch tới nay thôi con. Dạ. Ở đâu không vậy? Dạ, vậy là mình chợ vắng từ dịch tới giờ luôn. À. Dạ. Đây cô, đây là bán trời mướp này, mướp gì mà thấy cưng quá vậy cô? Nó mướp hương, hay có khúc khúc là cô bác anh chị xoài rồi nè. Có xoài thái. Xoài thái. Rồi. Xoài này cô bán sao cô? Xoài này á, của nhà cô bán có 35.000. 35.000 đồng một ký hả cô? À, dạ, xoài thái cô bác anh chị. À. Bên đây là cái chuối này, con do nhìn giống chuối hộp của cô. Chuối xiêm ta. Trời, chuối xiêm trái to ngon quá ha. Thấy cô bác anh chị. Cái này là cây nhà lá vườn của cô. Cái nhà có gì đem ra bán nấy phải không cô? Đem ra bán nấy. Dạ. À, ai có ăn ghé đây ủng hộ cô dùm. Đấy, cảm ơn cô nhiều nha cô. Chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ mà con bán dài đi rất là vui à. Xoài, nhãn. Ồ, trước này có cây xăng nữa cô bác anh chị. Cây xăng này rất là đổ cho đường thủy đó nha. Cửa hàng xăng dầu của họ. Tôm càng xanh luôn. Oh. Cái này là đồ vườn mình phải không cô? Ở nhà có cái gì thì đem ra ngoài chợ bán cái nấy, chứ không phải là lấy đi bán lại. Dạ. Cô ngồi đây thì thường em sẽ thấy bán đồ vườn của bác anh chị. Dạ. Pháo luôn, cà pháo. À, quá đẹp luôn nè. Cà pháo này là ngâm người ta làm dưa ấy vậy cô? Dạ, cắt ngang gì dòm vô thì ngon, thấy màu trời nó nắng. Khổ quá gần. Rồi tạm biệt mấy cô. Đây, bên đây có chị bán khô các loại nè. Chợ này thì em thấy bà con ta đi như lai rai cô bác anh chị, không có đi đông ồn ồn như một số chợ khác ha. Dừa hấu rồi nữa nè, khóm rồi. À. Đây, mực sữa ngọt 50 luôn, ngậm vô. Mực sữa ngọt luôn. Ngọt à. Ngọt. Ngọt ngọt. Đây. 50.000 lạng, tôm khô 60.000. Mực tôm khô luôn. 50.000 một lạng, tôm khô. 50.000. Dạ. Mực sữa. Mực sữa là sao hả chú? Sữa. Nó nhỏ nó cái mực sữa. Dạ. 50.000 lạng. À, cái con mực này nó trong đẹp quá ha. Yeah. Ngon ghê luôn nè. Mực 50.000 là tôm khô 60.000. Sữa cô bác anh chị. Rồi, không thiếu. À. 50.000 là ai có ăn mực với tôm khô ghé đây ủng hộ chú giùm nha. Mực 50.000 là tôm khô 60.000. Bánh ít với bánh tét rồi nữa nè. Dạ, không thiếu. Ê, mực nha chị ơi, tôm khô với chị ơi. Chú Hường bán đây không chú, hay là lâu lâu mình mới bán lòng chú? Chú Hường bán ở đây không, hay là lâu lâu mình mới lại bán lòng? Lâu rồi mới quay lại. Dạ. Dài 3 ngày. Dạ, vậy là chú bán đi tùm lum chở cho luôn. Đi tùm lum. À. Vậy là lâu lâu mới có duyên gặp chú ở đây nè.
chứ không phải ngày nào cũng gặp. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Dạ. Đây. Bánh tét quá đẹp luôn. Dạ. Đây bánh tét này thì thấy có hai loại nhân hết không? Đậu chiên chuối nè. Bánh tét này là nhà mình làm hay là mình mua bán lại hả cô? Nhà làm. Ồ. Làm clip bây giờ nó quá đẹp luôn. Mai bắt lên clip có không? Dạ mai mới có. Về đây con lên không kịp. Này bên gì, bên gì? Còn bên khám phá Vĩnh Long. Dạ. Khám phá Vĩnh Long rồi hả? Dạ. Mai biết bắt phải không? Dạ đúng rồi. Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long. À, cô bác anh chị nào có ăn bánh ít bánh tét ghé đây ủng hộ cô giùm nha. Dạ. Cậu sao biết qua bánh ít? Cá hóc. Đây, cá hóc cô bác anh chị. À, sáng giờ bán còn nhiêu đây hả cô? Ờ. Còn 4 giỏ nãy giờ ngồi hoài là. Còn 4 giỏ thôi. Xíu nữa là hết rồi. Rồi, chúc mấy cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Cần số điện thoại không? Cần số điện thoại luôn ha. Để cần đặt bánh hay gì. Cần da mực luôn. Dạ. Tôm khô 60 ngàn. Quay cái ông mà bán gì? 50 ngàn là tôm khô 60 ngàn. Chú bên đây là bán rau củ mà Kim Hiền bán với số nữa hả chú? Dạ. Ồ. Kiếm thêm. Kiếm thêm. Dạ. Thơm minh. Mấy chị ơi. Quá. 50 ngàn. Nãy giờ hai con mới là kiếm chỗ hôm nay 2-3 ngày trước. Đến giờ rồi giống không có. Thường là bà con mình bán đây tới mấy giờ mình mới nghỉ chú? À, trời mát thì bán tới chiều luôn, còn mấy giờ tới 11 giờ dọn rồi. Dạ. Ồ, giờ tới đây nếu nhầm bữa ha. Mát thì bán tới chiều luôn. Đây chú bán là quanh năm suốt tháng mà. Dạ, quanh năm suốt tháng luôn. Ừ, nằm ở đây trời đây giao được đây luôn á. À, nhà chú gần đây em chú? Bên dạ. Thì cũng khỏe hơn bà con ở xa ha. Dạ. Thầy con cảm ơn chú nhiều nghe chú. Dạ. Ơi, trước này có cô bán cá tôm nữa đó nè. Này là ốc gạo hả cô? Ốc gạo nè. Bên đây thì có cô bán rau muống với đu đủ. Ồ, đu đủ trái rất là to luôn. Ồ, cái này gần 3 kg của anh chị. Luôn. Đủ mọi dịch. Thì dạo này thì thường ngày sớm giờ ha, thấy là bà con thường hay đi trong nhà làm chợ nhiều lắm đó cô bác anh chị. Cặp bên đây có một cái điểm giữ xe nữa nè cô bác anh chị mình. Xe đạp thì giờ tính giá là 1.000 đồng, còn xe gắn máy thì 3.000. Chỗ này là cô bán gà.
gỏi rất là mát luôn cô bác anh chị. Rất là nhiều luôn, đó là bên bán vật liệu xây dựng rồi thao nồi chảo đây nè, 25.000 đồng một món à. Đường này là đường Dương Đình Thống. Đậu cái lọc phía dưới được ký 7 chồng. Chữ này có bán hải sản rồi nữa nè cô chú. Đậu cái lọc phía dưới được ký 7 chồng. Cá đuối rồi ha. Rồi tôm, cua. Đậu cái lọc phía dưới được ký 7 chồng. Dạ. Ấy, nó để vậy hồi nó bò mất tiêu không cô? Nhưng mà thấy rớt ở ngoài nè. Cua biển nha cô bác anh chị. Dạ. Dạ. Ồ, bên đây có cô bán thịt bò, lòng bò nữa. À, ngon quá luôn nè. Rồi luôn. Cái này mua về sẵn là mình chỉ việc sắc nhỏ ra rồi mình luộc thôi, chấm mắm nêm thôi không cô? Lòng bò đó, hấp dẫn luôn. Ai có ăn nghĩa thì ủng hộ cô giùm luôn. Và đây bán rau củ nè. À, trước đó thì thấy bán trái cây. Dạ, trước này cũng có rất là nhiều con đường để mình vô nhà lòng chợ cũng được đó cô bác anh chị. Cam 20.000 đồng một ký, mặn 15.000, xoài 10.000. Đây, trước này có cô bán thịt bò. Thịt bò, lòng bò, da bò luôn.
mình đây thì bán bánh tráng rất nhiều luôn nè, bánh tráng rồi bánh dừa, bánh ít. Đây mấy cái đòn bánh dừa ở đây làm khá là đẹp luôn. Dài bên đây thì cũng có một số quán ăn nữa nè. Bún thịt nướng, bánh ướt chả lụa, bún bò Huế, bún riêu cua, cháo lòng. Đó, này bán cũng khá là nhiều món nha. Trước này có cô làm bánh nè. Chào mấy cô. Ồ. Cô này là làm bánh tại 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 chỗ luôn. Tại chỗ luôn chứ. Dạ. À. Bánh này là bánh gì hả cô? Bánh tàn ong. Bánh tàn ong. Ờ. Dạ. Vậy là nó nhìn giống như cái tàn ong kia, bánh tàn ong. Bánh tàn ong. Dạ. Bánh là bánh bò nướng. Bò nướng. Bánh bò nướng mình có làm tại chỗ không? Cũng tại chỗ luôn, mới dẹp lò phi. Dạ. Bây giờ làm ba lò. Phi thì làm có ba lò. Ba lò lò bánh đó đó. À, rồi hết vậy, bột rồi. Vậy. Vậy là sáng mình làm mà lại hai lò. Ờ, sáng còn bột rồi làm cái này. Dạ. Cái bột đó phải đi cái xô đi nè. Dạ. Rồi hết rồi vậy. Dạ, cái cây đó cây gì cô? Lá chuối mà đó. Ồ. Cây dầu. Dạ. Hay quá. Độc chiêu luôn. Ra đời rồi. Ồ. Dạ. Vậy là lâu lắm rồi nè. Bánh này là bánh gặt hồi xưa nè. Bánh gặt bọn ngày xưa già, luôn hả cô? Bọn già nó làm bọn kỳ lắm thôi. Vậy hả cô? Chứ không phải như bọn mình cũng tu này nhưng mà làm bọn khó ăn. Dạ. Làm cái điều. Rồi ổng nói chú kia chú lại chú quay. À, Việt Nam mới yêu. Việt Nam mới yêu. Dạ. Thường là mình làm vậy mình bán bao nhiêu tiền một cái cô? 2 ngàn. 2 ngàn cái. Dạ. Rồi bánh bò của mình cô? Bánh bò có 1 ngàn à. Trời ơi. Cũng bình dân quá trời luôn ha. Đừng bán cát không nè. Lấy cho con 10.000 bánh lòng sọn đi cô. Ăn thử bánh gia truyền của cô. Bánh gia truyền đi nha. Bánh gia truyền trời nha. Dạ vui. Thấy vui ghê á. Ăn cho biết à. Ăn cho biết bánh gia truyền. Rồi, tặng cho bánh luôn. Trời ơi, cảm ơn cô nhiều. Đây, mời cô bác anh chị mình ăn bánh bánh bò với bánh tổ ong. Dạ, ăn bánh bò trước nha. Đây. Dạ, kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Mày coi tao chứ mày. Ở đây mỗi ngày mày. Vô luôn rồi, ông làm coi đây. Vô luôn rồi. Bánh bò của bác anh chị ngon lắm. Đúng không? Dạ ngon. Nó mềm, nó dai dai, nó dẻo. Cái da nó dai dai dai. Dạ. Đó, cái độ ngọt cũng vừa ăn của bác anh chị. Nhai một chút thì nó sẽ có một cái vị béo. Còn cái lò kia cô dẹp rồi hả con? Dẹp nó cao kìa. Dạ. Quay hay vậy? Dạ không, hỏi thôi à. Cái khuôn kia khuôn bự như cái khuôn hỏi bánh không lên. Dạ. Cái hộp màu. Dạ. Làm nó buồn. Dạ. Bên YouTube hay là bên Facebook? Dạ bên YouTube. Thì vô YouTube cũng gõ rồi, Khám Phá Vĩnh Long nó ra cái gì? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Ngon quá cô. Đây, mời cô bác anh chị mình nè. Ăn bánh tổ ong. Dạ, ngày mai. Ngày mai đang lên cô. Dạ. Bánh này mới nướng ra nè, còn ấm ấm. Giòn quá hả cô? Rất là giòn không? Ừ.
thơm lắm luôn. Đó, bánh của tôi làm đây ăn rất là ngon. Cô bác anh chị nào mà từng có đi ngang chợ gạo ghé đây mua ăn thử cho biết nha cô bác anh chị. Mày về mày gọi mày coi ấy vậy. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô mua may bán đắt nha. Rồi quá vui vẻ luôn. Dạ. 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 Hả? Dạ. Thôi hỏi mày có ngược chạy không kịp nữa à. Dạ. 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 Thôi mày ngược con chạy không kịp nữa à. Dạ. Thịt bò ba lạng 100 hả con? Dạ ít lắm cô ơi. Dạ không, con chỉ đi quay cánh chợ thường thôi à. Đi chợ thường không? Em chú bỏ cái thằng đấy nó vô trọng mà nó biết rồi nhưng mà tại ở trọng ăn như kiểu như nó bị lạc á, nó giả bộ vậy đó. Nó dạ. Cá lồng kiến rồi. Cái đó giống như là gọi là sinh tồn ở trong rừng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Tao biết nói gì đó. Tao ta chuyên nghiệp, tao biết thở, nói ra nó làm gì liền. Mày tại vì tao biết nhưng mà tao không biết kêu đó bằng cái gì. Dạ. Giao má đậu xanh. Ủa đâu có chợ chưa mà đi lang mang vậy? Dạ có rồi cô. Dạ mà cho đi đâu? Dạ cho chứ. Có muốn bạn tiếp tiền mà sắp cho á. Mẹ ta tao cho đi luôn rồi. Sao vậy cô? Thôi cho mình la rồi mẹ ra ngoài mày kiếm bà này bà nọ rồi rồi sao được. Dạ đất ơi. Hả? Ờ nó cà lao dữ lắm. Vừa vui 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 chúc bà đi liền ha. Qua cô bánh kẹo hỏi thăm cô hả? Rồi đó giờ mấy chục năm rồi đó. Dạ. Đấy, tao lại này trước.
Mặn 1 ký mặn đường, mặn nó tào lao vậy đó. Ký, dạ. Ký, dạ. Đây có mấy cô bán cá tép nữa nè. Ồ. Cá lòng tông. Dạ. Ồ. Trời đất ơi. Ủa tao làm gì bắt tao? Ủa tao nói khách mày vừa ý mày mua không vừa ý thôi. Dạ. Mày thấy mặn mặn ăn phước không? 25 ngàn giờ bán có 10 ngàn ký nè. Chát luôn hả? Mẹ mặn ăn phước nè, 25 ngàn ký giờ bán có 10 ngàn nè. Vô bọc bán có 10 ngàn ký lô mà còn chưa ai muốn mua đó nè. Con nó nói không cho nó có ăn uống gì đâu. Dạ. Chứ mình có bán bánh mì chay. Mì chay. Dạ. Đây, đây bán khô các loại nè cô bác anh chị mình. Bên thì là bán bông hoa ha. Còn già trước thì bán rau củ. Rồi. À, phía trước này em thấy có một cái con hẻm nè, à, chia cách giữa hai cái nhà lồng chợ ra với nhau á. Và khu vực phía trước này thì là bán trái cây các loại rất là nhiều luôn. Quá đẹp luôn. Không qua cái cây ra đây. Thế thì cái chú này bán bánh dừa nè. Dừa chú có làm mấy cái đầu nhỏ nhỏ đó. Đúng. Mấy cái đầu nhỏ này là mình làm tượng trưng thôi chứ mình đâu có ăn được hả chú? Ăn nước ăn ngon lắm chứ. À, vẫn ăn được luôn hả? Ờ, béo thơm ngon mà. Béo thơm ngon luôn. Ờ. Ồ. Đây là gọi bánh dừa đúng không chú? Bánh dừa, bánh tét. Cái đầu nhỏ bên đây là bánh tét. Đúng rồi. Đó. Ồ, chú làm khéo quá ha. Này mình làm hay mình lấy lại ha chú? Ở nhà làm luôn. Ồ, nhà làm luôn. Khéo ghê. Em mở lên siêu bất ngờ có đó. Siêu bất ngờ là có chú trên đó luôn hả? Chú vợ chú lên tỉnh gói luôn. Ồ. Dạ. Gói cái đầu nhỏ này chắc cô thấy cực hơn đầu lớn hả chú? Cái đó này nó cực hơn, cực công. Nó khó buộc hơn phải không? Khó buộc hơn, nó lọt tay. À. Nó lọt tay.
Mở lên siêu bất ngờ bánh tét tí hon là có liền gặp liền. Siêu bất ngờ bánh tét tí hon. Đúng rồi, trực tiếp nối luôn. Hôm qua anh tự nhiên ăn tại chỗ luôn. Dạ. Mình bán heo một chùm vậy là bao nhiêu tiền hả chú? Cũng bằng tại số 10.000 anh. Dạ. Còn cái bánh bự chú? Bánh bự thì 5.000 á. 5.000 đồng một cái á ha. Đúng rồi. Dạ. Thì chắc chú mới ra bán hả chú? Chú bán này cũng lâu rồi. Dạ. Bán này hồi xưa đến giờ. Là bán ở đây luôn hả chú? Chú đi hồi đó chú bán ở ngay chỗ thành phố á. Thành phố Sài Gòn hả chú? Sài Gòn ở ngay Bình Dương Bắc á. Dạ. Dạ. Rồi sau này dịch về đây bán ở gần nhà. Về quê. Về nhà chú gần đây. Nhà chú ở Bến Tre đâu. Vậy hả chú? Rồi cái này là lâu lâu mình mới qua đây mình bán lần hay gì chú? Lâu lâu mới qua. À, dạ. Lâu lâu mới qua lần. Bánh. Cái này là bánh dừa. Bánh dừa. Nhân gì hả chú? Nó có hai loại, nó là một loại là nhân đậu nhân chuối. Dạ. Nhân chuối ở giữa, đậu đen ở ngoài. Dạ. Nhân đậu ở giữa, đậu đen ở ngoài. Dạ. Là hai loại như vậy. Đúng rồi. Mấy bánh ở hầm luôn cái dẻo không á. Dạ. Được. Cái chú làm cái này chú gánh đi bán. À, chú gánh đi bán. Rồi mình có đi xe gì lại đây không chú hay là sao chú? Đi xe Honda rồi mình gánh đi vòng. Dạ. Khó chở không chú? Hả? Khó chở không? Cũng quen thì cũng dễ. Dạ. Quen. Chú bán còn hai cái bánh dừa đi nhân bánh nhưng chuối đi chú. Nhân chuối ha. Con ở đây hay là con ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Dạ. Tính mai chiều chú qua Vĩnh Long bán không? Dạ, bển bán đi chú. Mai chuối ha. Dạ chuối đi chú. Tính là mai chiều chú qua Vĩnh Long bán à? Dạ, bà bển bán thử coi làm sao im không? Con thấy bển người ta đi cũng đông á. Chú đi thường ở đâu chú cũng đi á. Dạ. Đi nhiều chỗ đó. Dạ. Tại bên chú qua Vĩnh Long cũng cần. Vậy hả chú? Qua phà đường sau á. Dạ. Con qua phà đường sau chạy lên rồi, mới xe đét này. Dạ, đúng rồi. Rồi, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Ủa vậy hai cái này có 10.000 hả chú? Hai cái 10.000. Ồ, rẻ quá vậy ta. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chú mua mai bán đắt. Dạ, cảm ơn con nghe. Dạ. Đây, cô bác anh chị nào mà đi có gặp chú mua bánh không? Dạ. Chùm chú nha. Dạ cảm ơn chú. Bánh tét tí hon với bánh dừa. Đây, chú này bán trái cây nè. Dọc ở đây thì bà con bán trái cây, cô bác anh chị bán dài 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 lên tới ở bên kia luôn. Bên đây có một cái chỗ này bán trứng các loại luôn ha. Bên đây thì cũng có bán buôn nữa nè. Đa phần thì bà con bán trái cây với bông hoa ha.
vô nha, giải đầu mùa. Trước này người ta đang lợp mái này thêm cái gì nè. Đấy, chợ gạo. Trong đây thì là giống như là khu nhà lồng bán bách hóa gì đó. Nó bán giày dép quần áo. Bên đây bán nệm luôn đó nè. Giờ trong nhà lồng thì khá là im đềm á. Trong nhà lồng bách hóa này bán bà con bán sung lắm cô bác anh chị, đồ cũng khá là nhiều. Đây có tiệm tạp hóa, dán qua rồi quay coi nó đâm không hả? Dạ sợ dán. Dạ đây thì bà con bán tạp hóa rồi. Dạ đây thì bán trái cây. Đây là cái con đường chia giữa hai nhà lồng chợ gạo ra với nhau. Dạ, khu này thì bán bánh kẹo rất là nhiều ha. Đây, đây bán cái tiền vàng mã đó nè. Bán cái cây bán bưởi rồi ha. Ồ, khu này bán rau củ quá nhiều luôn nè. Nếu cái chén này chắc mới hay gì đó ha. 75.300 cần thử cái nón. Nửa ký. Nửa ký lô. Cái kia là mình 700g á. Cái nón chính hãng của nó là 75.000 cái nón là 75.000 rồi. Trời, ta vừa nói cái chén vừa quạt bùm lum rồi. Nè, có thấy đâu cái chén nữa nè. 20 múc em giật. Ồ. Cái đó giống chén múc quá ha. Ủa chó này hả vậy? Vừa có xài mà vừa có quà luôn. Thấy đang đổi cái nón. Đang đổi cái nón. Nè quá bà này. Cho nó đỡ 100.000 rồi ta. Quá rẻ hả?
Thấy ngoài đường kìa. Thấy hả bà Tám? Thấy hả bà Tám? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Đấy, trong nhà lòng chợ hôm nay thì thấy bà con bán rau củ rất là dồi dào luôn cô bác anh chị. Củ qua nè, trái tròn tròn thấy cân ghê á. Bên đây thì bà con bán bún nè, bún này vô bịch sẵn rồi luôn ha, giống như từ từ đi chợ Gò Công. Đây bán khô các loại. Cụ xá sạch gà. Mắm châu đốc nữa nè. Ồ. Mắm này là ta vô hũ quá ha, chứ không có phơi bài ra mấy cái hao như một số chợ khác. Làm chợ trong đây thấy cũng khá là rộng á cô chú anh chị. Đây bên đây thì có bà bán khô với bán mắm luôn nè ha. Dạ. Đúng chợ luôn á hả? Thường là chợ đông hơn hả cô? Đông lắm, chừng chợ đông lắm, đông hơn này nữa. Dạ. Trời ơi. Nay bữa nay nó còn còn ấy kiếm được một đất trong hôm này nữa. Trời ơi. Dạ. Đây bên đây có cô bán bún nè. Vô bịch bịch gì ha. Mua cái là có liền luôn, khỏi phải chờ đợi. Rau củ các loại luôn. Ồ, trước này bán gà vịt hay gì kia chip chip quá trời nè. Này bán trứng các loại. Này có bán gà con nữa nè cô chú anh chị mình. À. Thấy cân chưa? Dài đó thì bà con bán tạp quá. Ồ, trước này bán gạo quá trời luôn ha. Bây giờ bên đây bán gạo. Tiếng thở chắc mẹ rồi. Bên Mỹ mà ta. Dừa rồi nè. Đây có cô bán xiên xa hột lựu. Dạ. Ôi, cặp bên đây là nguyên cái dãy này người ta bán đồ ăn nước uống rồi ha. Mình đang ở phía sau. Nghỉ
nhà này. Dạ con quay chợ. Dạ đúng rồi cô. Dạ thấy rồi là biết rồi. Con ở bên Vĩnh Long. Dạ. Giới thiệu gì mà quay chợ? Dạ giới thiệu cảnh chợ miền Tây rồi đây nọ cô. Chợ này là con dạng như con thấy chợ này thì vắng hơn một số chợ khác con đi không gài. Dạ. Rồi. Dạ. Con ở Vĩnh Long. Dạ. Cô là quê ở đây hả cô? Bán lâu ở đây dữ chưa cô? 30 năm. 30 năm ở chợ này rồi. Wow. Cố cụ đây rồi á. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Đây rồi, cô bán bánh kem nữa, cô bán anh chị mình. Gạo nè. Có giá các loại hết luôn. Gạo Sari 13.000 đồng. Gạo thơm Tà Hương 16.000 đồng. Đều có hết giá hết. Khoảng 16.000 đồng đổ lại. Rồi, có ký gạo mình ăn rồi. Thì hẳn cái đường này luôn thì tới khu vực chợ cá của bác anh chị ơi. Cá thì con cũng đi lai rai đỏ hơn ở trên ha. Dạ không cô ơi. Dạ. Cá bóng như rất là nhiều luôn. Dạ. Ế à. Ê sắc ế. Gạo ế lắm mà sáng đi đem trong nguội theo ăn chứ không á. Dạ. Thường. Ăn không cô? Đây gửi tặng mấy cô ăn liền. Dạ. Dạ. Chợ ê sắc ế. Trời ơi quá. Hồi xưa đông dữ lắm hả cô? Từ khi sau dịch cái giờ chợ vắng luôn phải không cô? Này là tình trạng chung luôn á, nhiều chợ. Dạ. Này tại người ta không đi. Không biết sao. Dạ quay lên nha, giới thiệu cho bà con biết thêm về chợ gạo của mình. Dạ. Dạ
cười lên cho vui. Cá điêu hồng, cá giò luôn nè. Cua biển bự bự không luôn bên đây nè cô chú anh chị mà. Đó. Tại này bán cua cũng nhiều, bây giờ thấy bà con mấy người bán cua. Bên đây bán hải sản ha, mực, tôm. Đó. Chào mấy cô. Bên đây thì là bà con bán các sạp thịt bên đây ha. Dạ, chợ thấy vắng que ha. Có chợ đông, có chợ vắng. Nhưng mà thường thì chợ vắng, chợ ế nhiều hơn chợ đất. Chợ đất thì nhầm bữa là có bữa thứ bảy chủ nhật, nhiều khi chợ nó đông đó cô. Chợ này đông bữa thứ bảy chủ nhật. Vậy hả cô? Dạ. Còn mấy ngày thường là le que vậy ha. Vắng vắng vậy đó, nó bình bình. Dạ. Tình trạng chung rồi. Mình đi qua đây kiếm gì ăn sáng cô bác anh chị, sáng giờ cũng chưa có ăn gì hết trơn. Đây có bán hủ tiếu cũng ngon ngon, biết còn không? Chú còn gì ăn không chú? Còn chứ. Dạ. Ở đây ngồi được không chú? Dạ. Rồi cho con một tô hủ tiếu đi. Cảm ơn chú. Thầy cô bác anh chị ơi, tô hủ tiếu ra bàn. Đây. Quá hấp dẫn luôn. Một tô như vậy thì là có giá 25.000 đồng thôi. Đây nè. Còn cải trắng, còn thịt ha. Rồi à. Là gan với một cái cục giò. Ồ. Rồi mời cô bác anh chị mình nha. Chấm này. Có ớt với chanh đây nha. Tắt. Đây giờ sẽ hử cái nước dùng cho các bác đi. Khá là ngon á. Thịt nè. Ừ.
Dạ rồi, thì sau khi ăn xong tô hủ tiếu giờ mời cô bác anh chị mình cùng đi qua đây mua nước uống với em nha. Ăn xong rồi phải uống cô bác anh chị mình rồi. Này có bán nước mía rồi nè. Bán em đi nước mía đi chị. Dạ đúng rồi. Bên đây nãy có bán bún măng vịt. Dạ không phải. Dạ em làm YouTube. Dạ. Nước mía có độc hồng hơn quá trời. Nhiêu vậy chị? Dạ. Dạ cảm ơn. Rồi mời cô bác anh chị mình cùng uống nước mía nha em nha. Ồ, một ly trà bá lửa luôn 10.000 đồng. Nước mía quá ngọt luôn cô bác anh chị ơi. Quá ngon luôn. Nãy giờ dạy đây mình chưa ấy nha. Dạ khu này bà con bán gà vịt nè. Khu chợ gà vịt nè. Đến đây em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây luôn. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.